viên này nằm ở trên mặt trên của thân xương cứng, và đã là cái khố này nằm trong cái xương, chắc chắn nó không co giãn được. Và cái kích thước của cái viên này rất nhỏ, có bằng hạt đậu thôi ha. Cho nên bây giờ mấy người thấy là giờ nhìn trên cái viên MRI này nè, mấy người thấy cái ý đâu không? Làm giọng hổ trong cái hổ hổ tiếng nghi cái khoảng đây ở phía trước, cho nên có phía trước nữa chính là cổ của gì đó sang cứu, đúng rồi, sang cứu ha. Cho nên nếu như mà tập một cách sơ sài nhìn lên nhiều khi nếu như mình chưa nhìn bao giờ, cái người sẽ không biết cho chúng ta cái gì làm sao, nó rất là nhỏ. Cái ở trên cái tuyến này, cái tuyến phía trước chia hai huyệt, cái lưng thấy không, huyệt phía trước và phía sau ha. Rồi khi mà nó nằm trong não như vậy, những cái bệnh lý của cái nghi nó sẽ liên quan tới cấu trúc xung quanh, mà cấu trúc trong não không có cấu trúc nào như thường cả ha. Cho nên mình sẽ lượt qua các cấu trúc nó sẽ ảnh hưởng đến cái nghi, và ngược lại cái nghi khi bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến nó, tức là các cấu trúc quan trọng xung quanh cái nghi. Như vậy ngay trên tuyến y luôn là do hệ ha, do hệ là cái rễ mắc chéo của dây thần kinh hệ, thần kinh hệ là dây thần kinh xuất phát đó là cái dạng chỉ nói trên lâm sàng. Nó cứ thấy một cái vùng trẻ mà không, ví dụ như chị thấy nói là dây thần kinh hệ số 2 cái ô ở sở thì thấy mình sẽ đọc từ hai dây thần kinh sọ bệnh này đấy. Một cái hormone ở vùng dưới đồi kích thích tuyến y
cortisol. Cortisol này không những feedback lên vùng tuyến yên mà còn feedback lên cả hạ đồi. Tức là nó cắt đồng thời, cắt cái CRH từ vùng hạ đồi và cắt ACTH từ vùng tuyến yên luôn. Chứ nó còn phải tác động trên một cái. Tương tự, ví dụ như hormone progesterone của sinh dục đi. Ở trên đó nó sẽ tiết ra cái hormone ở vùng hạ đồi. Progesterone releasing hormone tác động lên tuyến yên tiết ra hai cái loại hormone hướng sinh dục là LH và FSH. LH là hormone gì? LH hormone gì? Khi mà nó to ra, đa
phần nó chỉ tiết một loại hormone mà thôi, tại chỉ có 42% là tiết hai loại hormone trở lên. Và nếu như tiết hai loại trở lên thì thường là che mắt đi kèm với prolactin. Cái đó là người ta thống kê cái bạn. Còn cái câu hỏi tại sao thì chị cũng không biết. Rồi, còn nếu như mà u không tiết một môn, u không tiết một môn, nếu như mà kích thước nhỏ thường khác biệt bình thường. Chỉ nói ví dụ như bệnh nhân đang chụp MRI não để kiểm tra bệnh nhân có bị động kinh hay không ha, thì sau đó bệnh nhân phát hiện khối u nhỏ ở phía ngay. Còn nếu mà khối u to ra thì nó sẽ tạo ra một chút khối u. Hội chứng khối u là gì? Hội chứng khối u là một cái hội chứng khi trẻ. Hồi nãy chị đã giải thích cho cái chương 2 điều quan trọng. Thứ nhất là tuyến yên nó nằm trong đâu? Nó nằm trong hố yên. Hố yên là một cái hố xương sơ không bao giờ. Và cái tuyến yên nó nằm trọn vẹn vừa mặt trong đó. Cái thứ hai là xung quanh tuyến yên có rất nhiều cấu trúc quan trọng. Cho nên chỉ cần bất kỳ một loại bệnh lý gì làm tăng kích thước, làm tăng thể tích của tuyến yên đều gây ra triệu chứng. Hai cái gọi là hội chứng khối u. Nếu như là khối u nó còn nằm nguyên vẹn ở trong cái hố yên, tức là nó nằm kích thước nhưng mà nó không xâm lấn ra cái xương xung quanh, thì nó sẽ chèn ép cái nhu mô khối u vô những cái phần xương sơ xung quanh, nó sẽ gây chèn ép và bệnh nhân sẽ bị giảm bị suy tuyến yên bằng phần từng phần. Ha, tức là đáng lẽ những cái phần tế bào đó nó sẽ tiết ra cái loại hormone này, thì do cái khối tuyến yên nó nằm tiết, nó chèn ép vào cái thành của khối yên làm cho cái phần tế bào nó mất hoạt động, mất chức năng. Thành ra là khối u nhưng mà bệnh nhân lại bị suy chứ không phải là bệnh nhân bị tăng tiết hormone. Ha, còn nếu như khối u này nó quá lớn, nó xâm lớn ra ngoài khối yên luôn, nó ăn vào cái khối cấu trúc xung quanh, ăn vào do vậy bệnh nhân sẽ bị liệt, bệnh nhân bị thay đổi thị trường, mất thị trường, ăn vào cái thần kinh sọ bị liệt thần kinh sọ. Ha, và nếu như ăn vô mạch máu phía sau có thể là làm cho bệnh nhân bị yếu liệt tay chân. Cái u tiết prolactin là cái u thường gặp nhất trong lâm sàng trong các dạng u tiết yên, ngay cho nên hình trình bày đầu tiên. Thì cơ chế u prolactin nó cũng giống như những cái hormone môn khác, nó được bị ức chế ở chỗ khi mà có một cái khối u tiết yên nó tăng tiết quá nhiều prolactin nha. Thì khi mà tăng tiết quá nhiều prolactin thì cái cơ chế kiểm soát của nó ức chế không được, cái đường ức chế màu xanh là cái đường từ vùng hạ rồi không ức chế được, không ức chế được, và cái prolactin nó cứ tăng tiết và nó sẽ kích thích lên tuyến vú làm cho bệnh nhân có triệu chứng chảy sữa. Và quan trọng là ở đây cái prolactin khi mà nó kích thích nó tiết ra và một prolactin cao trong máu nó sẽ ức chế tiết trên em rồi nè, thấy không nghe hiểu không em? Gonadotropin hormone, cái đó là hormone từ vùng hạ bộ kích thích tiết ra cái gì ở tuyến yên là H và FSH. Và khi mà ức chế cái chất đó rồi thì sẽ giảm nồng độ là FSH trong máu, giảm nồng độ đó thì sẽ giảm hormone sinh dục là testosterone khả năng là inhibin khả năng là giảm progesterone và estrogen. Cho nên khi mà giảm như vậy bệnh nhân ở trẻ em sẽ chậm để thề vô sinh, còn ở tuổi lớn sẽ bị mất chân luôn. Còn ở nam giới thì cũng sẽ gây ra triệu chứng đó luôn. Về độ lâm sàng mình sẽ xét nghiệm, đầu tiên là mình phải xét nghiệm coi nồng độ prolactin trong máu có tăng hay không, và sau đó mình phải chụp MRI hoặc CT để xác định cái u này. Nếu như mà có u tiết yên kèm theo mình xét nghiệm và prolactin trong máu tăng, chứng tỏ cái u này tiết ra prolactin chứ không phải là u tiết ra cái loại u khác. Và đa phần thì mình sẽ điều trị bằng thuốc, nhưng mà nếu như cái khối u quá to thì mình phải phẫu thuật như cái hình bên này. Cái khối u tuyến yên to quá đến nỗi là mấy lần khi mà mấy lần chụp cái hình bên tay bên này đó, bên tay phải nè, cái lần nhìn thấy còn không nhìn ra được cấu trúc từng phần của tuyến yên nữa rồi. Và khi mà nhìn cái khối u này, cái nguồn gốc xuất phát của khối u người ta còn phải suy ngẫm, tại vì có nhiều cái cấu trúc trong não. Ha, mình chỉ nghi ngờ cái khối này là do nó nằm tựa trên của sàn dưới. Và sau đó không phải cái khối u nằm trong não là để tự nhìn vô cái cơ cấu này của tuyến yên đâu, ngay cả nó nằm ở vị trí này chưa chắc nó của tuyến yên. Cần nó có vùng nằm rồi, có tuyến tùng, có nhiều tuyến trong đó, có cần nó có não khóc luôn, nên
trước thì trước hay thì sau? Trước. Thời gian tiếng Anh là học môn nào? Tiếng Anh là chắc cũng oxytocin đúng không? Xin chào mọi người. Rồi tiếp bệnh là ôn thứ hai nha. Ôn tiếp thứ hai thì tiếp ra là lại học môn xe hát. Xe hát là học môn gì? Biết được tiếng Việt của nó là học môn gì? Tập môn tăng trưởng. Như vậy cũng giống như cái u kia thôi, u kia thôi, có một cái khối u này tăng tiến ra GH và cái GH này nó sẽ tăng kích thích lên toàn bộ cơ thể. GH nó tác động lên toàn bộ cơ thể, trong đó nó sẽ tác động lên gan, nó tạo ra cái chất IGF-1. Cái thứ tiết tắc là tiết tắc của chất gì không? Cái thứ nghe quen, chất này quen không? Nó chưa nhờ thấy cái này đúng không? Rồi đây là cái chất có trong hầu hết các cơ quan trong cơ thể và đa phần nó sản xuất được từ gan dưới tác động của GH và nó sẽ giúp ích cho cái việc chuyển hóa các tế bào. Cho nên khi mà GH tiết ra quá nhiều, nó sẽ sinh ra quá nhiều chất IGF-1 và chất IGF-1 này nó tăng lên, nó sẽ tiết tác lên cái vùng hạ bộ để tiết ra cái chất truyền cảm tiết GH từ tuyến yên. Tuy nhiên đã là cái khối u tiết GH thì nó sẽ không bị kiềm chế, không bị tiết tác bởi bất kỳ một cái gì cả. Và cái khối u tiết GH này nó sẽ mất đi cái dịch sinh lý này lên. Ví dụ như bình thường GH tiết ra cao vào buổi sáng, thấp vào buổi chiều, thì bây giờ khi mà có một khối u tiết GH thì nó tiết ra là xã hội luôn. Nó có thể tiết ra ngay khi mình đang ngủ và nó thấp vào buổi sáng, tăng cao vào buổi chiều, nó không còn cái dịch sinh lý này lên một cái GH nữa. Và thường bệnh lý này nó sẽ có triệu chứng trong một thời gian rất là dài và trên lâm sàng nó sẽ gây ra ba triệu chứng. Các triệu chứng thứ nhất là thay đổi hình dạng, như hồi nãy chị nói cái khi mà u tiết GH như là bệnh to đầu tiên là bé cưng phải biết là xảy ra ở người lớn, người đã trưởng thành. Còn nếu như ở trẻ em thì sẽ có hình dạng được bệnh khổng lồ. Như vậy ở đây đã có người lớn rồi thì cái xương nó đã cố định rồi, nó không được tiếp tục kích thích phát triển theo chiều dọc nữa mà nó sẽ thay vì vậy nó vẫn bị kích thích liên tục ở xe nó sẽ phát triển theo chiều ngang, nó sẽ phát triển từ bề dày. Chính vì vậy nó mới sinh ra cái dị dạng vùng đầu mặt to đầu tiên. Thứ hai là nó sẽ tăng thông nhiễm mô liên kết, cho nên mấy người sẽ thấy là những cái cơ quan, cái tạng như là gan, phổi, tim, thận, vân vân nó sẽ bị thông nhiễm mô liên kết, nó dày ra cơ quan kích thước nó to ra nhưng chức năng nó lại giảm. Còn cái triệu chứng thứ ba là một là biểu hiện của trường, là nếu như cái khối u này nó quá to nó sẽ chèn ép vào dây thần kinh sọ. Đây mấy người sẽ thấy cái bình ở phía dưới là bình nước bình thường nhưng chưa phát hiện bệnh á. Mấy người có thấy nó sẽ thay đổi không? Nhìn họ được nhìn những cái đường không biết một người thấy mình thấy diễn tiến từ từ là thấy mình thấy cái xương mặt trong xương mặt và xương cằm nó dày ra, đầu mũi môi dày ra, những cái mô mà mô liên kết nó sẽ bị thông nhiễm dày ra, còn cái xương nó cũng sẽ bị dày bị bẹp ra. Đó từ từ cái khung mày nó to ra, nhô ra, gò má nhô ra và các ngón tay ngoài cái xương ngón tay nó to hay bị dày bị rộng, thành cái mô liên kết ở đầu ngón tay nó bị thông nhiễm, cho nên nó tăng kích thước cái bàn tay. Còn khi mà bệnh nhân đã được điều trị cắt bỏ u tiết GH rồi thì bệnh nhân mấy người không có không đợi được là bệnh nhân sẽ trở về bình thường, không thể nằm ở cái lần thứ ba nữa. Đó là lần thứ nhất là mấy người chị nói là không phải cho nên là cái hình ở trên là hình sau bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị. Tức là khi mà phẫu thuật điều trị thì sẽ có khối u sẽ không còn tiết GH nữa, nó không còn chèn ép nữa, nhưng mà cái dung mạo ngày xưa chắc chắn mất rồi, nó sẽ không trở lại như cũ được đâu nha. Lại trong cái u tiết GH thì người ta sẽ đầu tiên người ta thấy có một khối u ở cái kia rồi đó, bây giờ người ta sẽ tiếp tục xét nghiệm thôi, làm sao biết cái khối u này tiết ra GH. Tại vì khi có rất nhiều loại hormone, có 8 loại hormone, làm sao biết cái u này tiết ra GH này nó tiết ra cái gì? Như vậy mình phải định lượng các loại nồng độ hormone này trong máu.
IgM trong máu sẽ tăng, IgF1 sẽ tăng. IgF1 là cái chất mà nó lớn toàn trong toàn bộ cơ thể đó, chủ yếu là nó sinh ra ở gan. Khi IgM tăng nó sẽ làm tăng mật độ IgF1. Prolactin, mấy người có biết tại sao mình phải định lượng prolactin không? Để lại chờ. Tại sao nó không được để cùng hàng với lại TSH, FSH, LH, ACTH? Và nếu mấy người chắc quên là hồi nãy mình nói là một cái protein nó tiết ra đa phần là một lần thôi. Và 1-2% khối u sẽ tiết ra từ 2 lần không trở lên. Trong đó đi kèm là CH và prolactin. Cho nên nếu u tiết CH và thường người ta đừng được kèm nó prolactin nữa. Thôi nó có kèm theo song song hay không? Ngoài ra nếu như mà u tuyến yên quá to trên lâm sàng cũng phải định lượng luôn, đó là không còn lại. Chứ không phải là cái cần thiết sắt là sao là một đạn chèn nhau. Cho nên sẽ là nhiều thứ phải sắt lắm. Cho nên nếu như một khối u quá to, khối u tuyến yên quá to, mình không biết rằng liệu nó còn tăng tiết nhất là một khối nào khác hay không, thường phải định lượng hết. Còn biện pháp đậu, biện pháp đậu này là cái biện pháp này là mấy tôi sẽ thường gặp trong bệnh lý nội tiết nè. Người ta sẽ rất hay thực hiện các biện pháp đậu. Tại vì sao? Tại vì cái nồng độ của hormone GH nó tiết ra theo từng đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng 1-3 tiếng. Cho nên chị nói ví dụ như buổi sáng mình đi khám bệnh nhân lúc 8 giờ sáng thì mình khám bệnh nhân, mình lấy nấu cái giai đoạn đó nó không phản ánh được. Thế thì mình biết gì nói? Tại vì có rất nhiều lần trong ngày hormone GH sẽ tăng. Cho nên nếu như mình không cắt ngay cái đỉnh của nó, mình có lẽ mình không phát hiện được hormone GH tăng. Cho nên trong bệnh lý nội tiết nó khó ở chỗ mình phải định lượng cái hormone này rất nhiều lần. Và nhiều khi mình nghĩ là cái khối u này là của GH, nhưng mà khi mà mình định lượng GH không thấy nó tăng. Tại vì mình cắt ngay cái lúc mà nó không tăng, cắt ngay cái lúc nó không tăng tiết hormone. Cho nên thật sự rất là khó. Cho nên người ta sẽ có những cái biện pháp, người ta kích thích nếu như mà kích thích không thành công thì coi như là cái đó là cái lượng. Thì nói ví dụ như là người khác ức chế bằng glucose. Thì khi hỏi mấy người có nhớ tác động của GH trên chuyển hóa glucid hay không? Sinh lý như nào mấy người? Mấy người nhớ không? Nào ngoái glucid là giờ nó nói là cách đơn giản là gen hát làm tăng men tại đường huyết. Tăng không? Phải tăng theo cái từ đó. Khi mà gen hát làm tăng đường huyết là đúng rồi đó. Khi mà tăng đường huyết, mình uống glucose huyết, mình tiếp tục uống glucose vô. Và sau 2 giờ nồng độ glucose trong máu mình sẽ đạt đỉnh. Thì khi mà đường trong máu tăng thì phải ức chế feedback ngược lên tuyến yên làm giảm gen hát không? Tức là đường huyết tăng cao thì nó sẽ tạo ra một cái feedback rất là bình thường đấy. Khi đường huyết tăng cao tạo cái feedback âm tính tự lên tuyến yên để giảm tiết GH, phải không? Nhưng mà trong trường hợp này, ngay cả khi đường huyết tăng đến mức cực đỉnh nhưng mà GH cũng tăng. Thế mình nghĩ gì không? Tức là cái mức đường huyết này nó không kiềm hãm được cái sự tiết GH đó. Tức là đáng lẽ như khi mà đường GH làm tăng đường huyết, đáng lẽ khi nồng độ đường huyết tăng lên cao thì cái cơ chế feedback bình thường phải lên tuyến yên là làm giảm tiết GH. Nhưng mà ngược lại ở trong trường hợp này, đường huyết thì tăng cao nhưng mà GH thì vẫn cao luôn, chứng tỏ là mình không kiềm cái sự tiết GH. Như vậy mình nghi ngờ có một cái nguồn đó tiếp tục tiết GH trong lúc đường huyết tăng cao. Thứ hai, mình có thể gây hại đường huyết bằng insulin luôn. Tức là bây giờ có một khối u tuyến yên, khối u này tiết ra GH liên tục, GH làm tăng đường huyết liên tục. Và ngay cả khi mình dùng, nếu như một người thường không bị đái tháo đường, mình dùng insulin mình chích cho người ta, đường huyết sẽ hạ. Tại insulin có tác dụng hạ đường huyết, nhưng mà ngay cả khi mình chích insulin, đường huyết cũng không hạ. Nên chứng tỏ là trong cơ thể mình có một cái chất liên tục là tăng đường huyết. Và cộng thêm cái nồng độ GH trong máu tăng, thì mình xác định cái đó là do khối u tiết GH. Chứ mình biết không ạ? Rồi, về hình ảnh học, khi mà mình chụp hình các xương X-quang nha, X-quang ngực, X-quang sọ, X-quang chi, thì mình sẽ thấy là bệnh nhân bị té
động với xương, nhưng mà chiều dài thì cái gì nó đóng vào xương rồi nên nó không tăng được, cho nên là sẽ thấy là xương sẽ dày lên, dày hàng xương và tăng mô liên kết, tăng từ mô liên kết ở đầu ngón nè, ở tay, ở mũi, ở môi, những cái chỗ khác có mô liên kết thì nó sẽ tăng. Và điều trị chủ yếu trên này là phẫu thuật. Và ngay khi phẫu thuật thì nó rồi mình chỉ ngăn chặn được diễn tiến của khối u, chứ mình không có gọi loại là cái kiểu hình của bệnh nhân trở lại bình thường. Chứng tỏ có một cái khối u tăng cái acid không được ức chế bởi cortisol.
sẽ tìm cách để ức chế và sẽ đưa những cái chất vào cơ thể để tiêu diệt bản thân cái việc ức chế những chất đó. Nếu như cái việc ức chế không thành công, chúng ta có một cái khối u nằm trong cái chất đó trong cái tim. Biết cái chợ. Và cái u này chủ yếu là điều trị bằng phải khoa. Thăm bia nè. Mà nhồi nó. Và sau khi mổ một cái vùng mà cái tim nó bị tổn thương, nó sẽ rồi nha chú, nha chú phải thắt mở ra mà mổ cái. Rồi với cái bước cuối cùng của bệnh lý tiết niệu là biết được cái cuối cùng này là cái nhóm này là suy tiết niệu trước, tức là suy toàn bộ tiết niệu trước bằng một phần tiết niệu trước. Không bắt đầu. Thì bây giờ không phải cái cuối cùng. Alo, sắp nhà lại chưa? Alo. Sớm giờ. Rồi. Bây giờ tuyến tiền trước có 6 loại hormone môn nha. 6 loại hormone môn thì bây giờ không phải là cái u tăng tiết một loại hormone môn nào đó, mà nó sẽ giảm đồng thời nhiều cái loại hormone môn tuyến trước gây ra. Và cái nguyên nhân ở đây, nguyên nhân này cái cần phải nhớ là quy tắc 9Y. 9Y là của cái này là phép dạng trong textbook người ta ghi ra để cái cần dễ nhớ hơn.